Hello anh em, là Vũ Công đây anh em. Hôm nay 24 tháng 10 thì anh em nè, thì có rất nhiều anh em có hỏi mình về vấn đề mà thứ nhất là mình ngừa làm thế nào để mình nuôi mình ngừa được những con chim nó bớt bị tật lỗi anh em. Thứ hai là những con chim mà nó bị tình trạng mà cắn phá hình anh em, thì cắn phá hình nó có những vấn đề. Thứ nhất là mổ len, mổ áo lồng, rồi ngoái, rồi là vuốt lông mình, vuốt lông đuôi anh em nhé. Mình nói chung là cái tật phá hình anh em, thì mình sẽ phải chữa thế nào. Thì hôm nay mình đang chăm những chiến binh tật lỗ của mình, thì tiện thể mình chia sẻ cho anh em mình luôn nha anh em. Thì trước khi mà mình chia sẻ cho anh em thì mình khoe sơ về chiến binh của mình đang đối diện anh em. Thì đây là con Long Nhi anh em nha, Long Nhi. Thì lần đầu tiên đánh một trận thì vào chung kết anh em. Thì hiện tại anh em biết là đây là một trong hai con chim mà mình cưng nhất anh em. Thứ nhất là Long Nhi, thứ hai là Lực Vương anh em nhé. Thì hai con chim Lực Vương đang đổ lông. Còn Long Nhi thì đây là nét đánh của nó anh em. Thì anh em mình có thể thẩm hộ cho mình coi rằng là cái nét của em nó anh em, coi có hy vọng gì để gột giũa những giải lớn hơn không nha anh em. Mình nói mày nói vậy thôi anh em, còn tùy thuộc vào duyên nhiều lắm anh em. Thì anh em biết được rằng là hiện tại là năm vừa rồi mình chỉ tập trung vào mình gột bội để mình muốn tìm hiểu rõ hơn về tính nết của mỗi con chim anh em, để mình chăm rồi mình tiện thể mình chia sẻ cho những anh em chơi mới chơi chim luôn nhé. Thì năm nay mình cũng khoe với anh em là mình được hai chiến binh khá là ưng ý anh em, mùa đầu mà có giải khá ok anh em. Thì thứ nhất là Lực Vương anh em nhé, thì là con chim cũng là mùa đầu mà do mình đánh ép quá nè, mình đánh ép quá thì em nó bị rớt lông lại. Thì anh em biết trong vòng một từ mùng 3 tháng 8 mà đến 27 tháng 8 mình quất 5 trận rồi anh em, thì nó lấy ba cái chung kết anh em nhé, ba cái chung kết, một cái xe đạp điện anh em, và hai trận rớt con thứ năm anh em nhé, rớt cặp cuối á. Thì hiện giờ nó đổ lông. Còn đây là con Long Nhi anh em. Con chim Long Nhi thì nó lông mới. Hôm vừa rồi mình có test thử một trận anh em thì nó vô chung kết. Thì cái nét đánh của con Long Nhi này mình cũng rất là mến anh em. Thì nó ở nhà đây anh em đây. Thì nó là con chim ở nhà nó thế này đây anh em này, nó sục sạo thế này anh em này. Thì mình nói sơ về nó để chữa luôn anh em nhé. Thì đây là con chim nó khá hoàn thiện hơn là con Lực Vương anh em nhé. Con Long Nhi thì nó hoàn hảo hơn. Thứ nhất là cái bộ lông nó khá đẹp anh em, cái bộ lông anh em có thể thẩm thấy được cái bộ lông của nó ha, cái phát đánh của nó. Rồi cái lông rất là ốp, và cái hình hài nó khá đẹp anh em, phát đánh khá ok. Nên là mình khá cưng, và hiện tại nó không có tật lỗi anh em. Đâm ra nhưng mà nó lại cực kỳ là nóng tính. Cho nên với con chim này thì anh em thấy được rằng là anh em cưng đúng không? Thì anh em sẽ làm nhà đẹp này kia cho nó. Còn với mình thì mình không có điều kiện để mua nhà đẹp cho nó anh em. Cho nên là mình chỉ sắm cho em được cái lồng thôi anh em này. Đây cái lồng này lồng của nó đây. Và hiện tại nó ở một khu cách biệt anh em nhé. Đó là cái chỗ xưởng của mình. Thì con này là mình sợ nó bị tật lỗ anh em. Mình nuôi con chim nó biết nó tính nết nó dữ rồi á, thì mình nên khắc phục trước ngay ban đầu để tránh tình trạng khi nó lỗi rồi mình lại phải kiếm lỗi để mình kiếm cách khắc phục nó cực cho mình anh em. Cho nên là con này hiện tại nó khá hoàn hảo, con chim anh em khá ngoan, khá hoàn hảo. Nên là mình có cái chế độ chăm riêng của mình, đó là mình cho em ở một nơi nghỉ riêng anh em. Đây là cái xưởng của mình nó ở dưới sau anh em này, mà nó nghe tiếng chim ở ngoài nó sục sạc như thế này đây anh em. Cho nên nếu mà anh em mà chùm áo lồng lại á thì nó sẽ bị tức anh em nhá, nó tức nó sẽ bị cắn phá, nó phá hình ở trong đó. Cho nên là mình sẽ hạn chế. Thì nhiều anh em hay nói cái từ rằng là con chim nó bị stress này kia, thì mình nói chung là nó bị tức chim anh em nha, nó tức chim thì nó cắn phá thôi. Cho nên là với con chim này thì mình mở áo lồng cả ngày và anh em này, buổi sáng mình phơi nắng. Hiện tại thì mình không có phơi nắng chiều cho nó anh em nhé, hiện tại không phơi nắng chiều, mình chỉ phơi nắng sáng vừa vừa thôi anh em, và mình mang vào nơi cái nơi chỗ yên tĩnh cho nó nghỉ ngơi. Và trưa là mình rút hết trái cây ra cho ăn cám, và buổi chiều 5 giờ là mình chùm áo lồng cho nó nghỉ ngơi anh em. Thì nó ở nhà nó đã sục sạc như thế này anh em này. Nó nhà nó nghe nó chỉ bước sục sạc nhà như vậy anh em này. Đấy, đâm ra mình cứ mở hết toàn bộ anh em nhé, tại vì có một mình nó thôi anh em, có một mình nó ở khu vực này thôi, đâm ra cũng khá an toàn an tâm anh em. Đây là con chim mà nó tính nết nóng nảy anh em nhé. Thì mình cũng chế độ của mình là mình tắm nó một ngày một lần anh em, và mình mở áo lồng liên tục như thế này. Con này thì một ngày mình chỉ cho khoảng 8 con lò cào chứ không nhiều hơn nha anh em. Và trái cây mình hay đổi, bữa thì đu đủ, bữa thì chuối, bữa thì đổi qua thăng long, mình cứ dòng những loại đó thôi anh em nhá. Thì những con chim mà nó tính nết nó hung hãn anh em,
thì anh em mình nên nuôi thế này, thì theo cách của mình như thế này nhá. Thì anh em phải hình dung nha, đây là cái cách chăm của mình, anh em có thể tham khảo, tại vì là mỗi một con chim anh em nó sẽ không giống nhau. Thì mỗi một cách chăm, nhưng mà với cách chăm của mình như vậy anh em, để mình thấy mình hạn chế được những con chim nó bị tật lỗ rất là nhiều nhá. Còn những con chim mà nó đã bị rồi anh em, những con chim mà đã bị tật lỗi rồi ấy, thì mình khuyên anh em thứ nhất là anh em phải hạ mát nó hẳn, hạ mát từ trong đến ngoài anh em, có nghĩa là anh em nên hạ nó qua động lực để nó không bị tức tối đó anh em. Và mình hạ xuống cắm dưỡng luôn, rồi dùng trái cây mát, và mình nên tắm đều hàng ngày cho nó để nó giảm dần nha anh em. Anh em phải có thời gian cho nó ha. Và cái thứ hai nữa, anh em đừng nên chùm áo lồng, anh em nên tắt ra một cái nơi yên tĩnh như mình đang chăm thế này nha. Thì anh em mới khắc phục được nó. Anh em phải kiên trì một thời gian, chứ anh em không thể nào mà đòi hỏi trong một vài ngày nó ok đâu anh em. Nhiều có những con nó hết cả mấy tháng trời á. Đối với những con chim mà bị tật lỗ như vậy nhá, thì anh em nên là nuôi theo cách của mình như vậy anh em. Mình hạ, anh em hạ là hạ mát là hạ luôn, sau này qua mùa lông sau anh em cũng phải nuôi nó chế độ như vậy. Tại vì anh em nuôi con chim là anh em phải hiểu tính nết của nó anh em mới chăm được. Chứ giờ anh em biết tính nết nó nóng rồi mà mình cứ chăm nóng rồi, mình cứ chùm áo lồng, cứ để gần chim, con chim nó tức tiếng mà anh em, đâm ra nó sẽ sinh ra lỗi nhá. Mình chịu khó là mình nuôi con chim, mình tìm hiểu tính nết của một con chim mình chăm. Những con chim hiền nó dễ rồi nha, còn những con chim mà tính nết nó nóng này thì mình phải chăm cách riêng nhá. Còn con Lực Vương anh em thì là anh em biết là nó lỗi là vạn phần anh em, nó không còn thiếu gì lỗi hết á. Thì mình cũng đang khắc phục nó, thì hy vọng là mùa đông này mình chăm nó xong lông nó sẽ ok hơn nhá. Đây là con Long Nhi của mình. Thì anh em có thể đánh giá thử coi cái mẫu của nó thế nào nhá, coi cái mẫu của nó có ok không anh em. Bộ lông thì mình cho là ok đó, rồi đường ruột cũng ok luôn nhá. Rồi phát đánh thì ở nhà nó thế này thôi anh em, tại ở nhà mình không dám đánh con chim này, nó cực kỳ nhát. Mình sẽ chăm nó trong vòng khoảng 2 tuần nữa mình cho đánh một trận nữa anh em, sau đó nếu mà ok thì mình sẽ cho em ấy tham chiến những cái giải đấu lớn hơn anh em. Thì ở nhà nó như vậy thế này, ra ngoài anh em thấy nó ra ngoài cổ đánh đây, trận đầu tiên của nó đánh rất là dã man anh em, vẫn rất dã man. Và nó có một cái đặc điểm anh em biết rằng nó có đặc điểm khác người ta lắm anh em, khi nó đánh thì cái phao câu nó phồng lên, cái phao câu yêu gà, phao câu gà anh em cũng phồng lên một cục rất là to anh em, nó đánh kiểu này. Thì anh em cũng nói về vấn đề mà tuyển chim anh em, thì anh em thấy con chim này là cái mặt của nó cũng không có phải là to quá đâu anh em, cái chim nó vừa phải, nó là tương đối thôi. Và cái lực với vai cũng không to anh em thấy không, cái lực với vai nó không to nhưng mà kêu rất là đẹp anh em nhé. Thì nó được cái nó bộ lông rất ốp, mình ống anh em, cái mặt nó tương đối dữ, chứ mình không biết phải chọn cái con đầu to mà dữ mặt này lên kia nó chơi đâu nè. Mình phải chia sẻ với em rằng là nó phụ thuộc vào cái gen của con chim anh em ạ, cái gen của nó máu thì nó máu, chứ anh em không có tập được đâu anh em. Cái tính nết của con chim thế nào mình chỉ chăm và mình đưa nó lên một cái tầm nào gọi là hết cỡ của khả năng đó thôi, chứ không thể nào mình con từ con chim mà không hay mình đào tạo nó hay đâu anh em nhé. Con chim nó hay thì mình đào tạo mới được anh em. Cho nên là đây là cách chăm của mình, anh em có thể tham khảo ha. Nếu anh em thấy ok thì anh em có thể chia sẻ cho những anh em nghệ nhân khác cùng mới chơi ha, để chăm theo. Rồi anh em có thể thả mình cái tim nhé anh em nha. Chúc anh em có một mùa lông mới thật là hoàn hảo nha anh em, thật là tốt. Và những cái mình giữ của anh em là năm nay bớt lỗi nha anh em. Thì đây là những cách mà mình tìm hiểu trong một thời gian vừa qua đó nha. Và mình chia sẻ cho anh em nhé. Tại vì nhiều anh em nhắn tin hỏi mình đó anh em, anh em biết đâu những cái bận lỗi như thế này mình không thể nói qua loa đâu anh em ơi, nó mất thời gian, nó rất là dài nhé. Cho nên là anh em chỉ có coi hết cái video này ha, để coi cái clip mình chia sẻ như vậy. Còn ở đây mình không có chia sẻ cho anh em đi thi lấy giải đâu anh em nha, mình chỉ chia sẻ cho anh em cách chăm thôi, chứ mà mình không đủ khả năng để mình chia sẻ cách chăm đi lấy ô tô hay cách chăm đi lấy xe hơi, lấy giải, lấy số đâu anh em. Nó khó lắm, nó phải phụ thuộc vào con chim của anh em hay hẳn nhé. Thì anh em chăm ok, chứ bây giờ mình chim cũng hay chăm hàng trời chẳng được nhá anh em. Rồi chào anh em mình nhá, chúc năm ngày mới rất nhiều sức khỏe nhá.